Xin được chuyển sang vấn đề nông nghiệp đáng chú ý. Thưa quý vị, theo ghi nhận, giá lúa gạo hôm nay tại đồng bằng sông Cửu Long duy trì ổn định. Trong tuần qua, giá lúa gạo đã giảm mạnh từ 1 tới 2.000 đồng 1 kg. Tại các địa phương như An Giang, Đồng Tháp, Tiền Giang, giá lúa các loại dao động từ mốc 7.100 đến 8.000 đồng 1 kg. Trong tuần qua, giá lúa biến động mạnh khi đồng loạt giảm 1.500 đến 2.000 đồng 1 kg. Nguyên nhân dẫn đến sự sụt giảm này chủ yếu là do tâm lý. Theo đó, các nhà nhập khẩu cho rằng khi vào rộ vụ, nguồn cung dồi dào nên họ chưa vội mua vào mà chờ giá tốt hơn. Đây là điều bình thường khi vào vụ thu hoạch trong những năm qua. Với mặt hàng gạo, hôm nay giá gạo không có biến động. Tại các kho gạo chợ tại An Cư, Cái Bè, Tiền Giang, giá gạo nguyên liệu OM18 ở mức 12.300 đến 12.400 đồng 1 kg. Gạo Đài Thơm 8 ở mức 12.600 đến 12.700 đồng 1 kg. Nguyên liệu gạo OM5451 dao động quanh mức 11.800 đến 11.900 đồng 1 kg. Trên thị trường gạo hôm nay, gạo nguyên liệu về Lai Dai, các kho và nhà máy chào giá gạo có xu hướng giảm nhẹ. Trong tuần qua, giá gạo trong nước biến động mạnh khi liên tục điều chỉnh giảm. Kết thúc tuần, giá gạo trong nước giảm từ 1.200 đến 1.500 đồng 1 kg. Thưa quý vị, giá gạo tại Indonesia đã tăng lên mức cao kỷ lục và thị trường này đang bày tỏ sự quan ngại giá sẽ còn tiếp tục tăng ít nhất là trong một tháng tới. Dự báo năm 2024, thị trường này sẽ là nhà nhập khẩu gạo lớn nhất thế giới. Động thái mang lại lợi ích lớn cho gạo Việt Nam. Indonesia đã trải qua tình trạng thiếu gạo trong tháng 1 và tháng 2 năm 2024, khiến cho giá gạo tăng trở lại. Thâm hụt gạo tháng 1 năm 2024 ước tính là 1,61 triệu tấn và tháng 2 năm 2024 là lên tới 1,22 triệu tấn. Indonesia bắt đầu vào vụ thu hoạch lúa, nhưng mới thu hoạch lác đác do điều kiện thời tiết năm nay không ổn định. Ngoài ra, chính phủ nước này cũng phân phối gạo nhập khẩu ra thị trường, nhưng vẫn chưa thể khiến giá bán trên diện rộng được hạ xuống. Nỗ lực nhập khẩu vẫn là một trong những biện pháp tức thời của chính phủ Indonesia để đáp ứng nhu cầu gạo trong nước. Tính đến ngày 18 tháng 2, lượng nhập khẩu gạo năm 2024 đã đạt 507.000 tấn. Dự kiến năm 2024, Indonesia sẽ nhập khẩu khoảng 3 triệu tấn gạo, trở thành một trong những nước nhập khẩu gạo lớn nhất thế giới. Động thái này có thể mang lại lợi ích đáng kể cho ngành lúa gạo Việt Nam. Bulog đã bắt đầu năm mới bằng việc đấu thầu mua 500.000 tấn gạo để tăng cường dự trữ lương thực quốc gia. Hợp đồng 500.000 tấn được xem là khởi đầu tích cực cho ngành lúa gạo Việt Nam, đặc biệt là sau Tết Nguyên đán. Thưa quý vị, dự báo năm 2024 xuất khẩu gạo sẽ tiếp tục thuận lợi do thế giới thiếu hụt 5 triệu tấn gạo và Ấn Độ có khả năng sẽ duy trì hạn chế xuất khẩu gạo sang năm tới. Trong khi đó, một số quốc gia nhập khẩu gạo truyền thống của Việt Nam như là Indonesia, Philippines đều có nhu cầu tăng lượng nhập khẩu gạo. Hơn nữa, lượng gạo tồn kho toàn cầu giảm chỉ còn hơn 160 triệu tấn, nên đây là thời cơ lớn cho ngành hàng lúa gạo Việt Nam. Dù mới bước sang năm mới Giáp Thìn năm 2024, nhưng tại nhiều đơn vị xuất khẩu gạo, đơn hàng đã kín sang quý 2. Tại miền Bắc, thì doanh nghiệp xuất khẩu gạo hàng đầu Vinasit đang khẩn trương đáp ứng các đơn hàng xuất khẩu. Ngay sau Tết Giáp Thìn, nhà máy chế biến gạo của công ty cổ phần tập đoàn giống cây trồng Việt Nam đã phải hoạt động hết công suất. Trung bình, một tháng nhà máy này xuất đi từ 400 đến 500 tấn gạo. So với cùng kỳ năm ngoái, sản lượng gạo năm nay tăng trưởng gấp đôi nhờ tín hiệu tốt từ các thị trường xuất khẩu. Những mặt hàng gạo được xuất khẩu tới 14 quốc gia trên thế giới, trong đó đơn vị tập trung chủ yếu vào dòng gạo cao cấp và trung cấp như gạo Vijay Burn Rye, Vijay Crystal, gạo Ban Mai ST25. Hiện nay thì cái sản lượng gạo của chúng tôi thì là 3 nhà máy hiện nay đang chạy hết công suất để đáp ứng các cái đơn hàng xuất khẩu. Thế còn giá xuất thì cũng đối với cả các cái sản phẩm gạo thương hiệu chúng tôi thì là giá xuất cũng khá là cao. Thường một số cái loại thì là trên 1.000 đô, trên 1.000 đô một tấn, còn sản phẩm cấp trung thì khoảng 850 đô. Dù mới đầu năm nhưng hiện tại doanh nghiệp đã có đơn đặt hàng tới hết quý 2. Hiện doanh nghiệp cũng đang gấp rút chuẩn bị kế hoạch sản xuất để kịp trả đơn hàng cho các đối tác. Hiện nay thì sản phẩm gạo của Vinasit chúng tôi thì xuất khẩu sang các thị trường, ví dụ như xuất sang Nga, xuất sang Ukraine, rồi xuất sang các nước thuộc EU, 27 nước thuộc EU và các cái thị trường khác như là Anh, Úc, Canada. Và sắp tới thì chúng tôi sẽ phát triển sang một số nước Bắc Âu. Thì yêu cầu đối với cả nước, các cái quốc gia phát triển này thì họ yêu cầu rất là cao về chất lượng gạo. Chất lượng gạo chúng tôi là nó phải đảm bảo về vùng trồng, truy xuất được vùng trồng và
chất lượng chế biến phải đảm bảo đồng đều và chất lượng cao. Những năm gần đây, sản phẩm gạo Việt Nam đang phát triển tích cực ở các thị trường khó tính. Đơn cử như với tập đoàn giống cây trồng Việt Nam Vinasit, việc tập trung vào các giống gạo chất lượng cao, trong đó đầu tư cơ sở vật chất trong nghiên cứu, chọn tạo giống ngắn ngày, năng suất cao, chất lượng tốt để đáp ứng những tiêu chuẩn ngày càng khắt khe của thị trường châu Âu. Không chỉ phục vụ thị trường xuất khẩu, thời gian qua các doanh nghiệp trong nước cũng đang tập trung vào phân khúc gạo trung và cao cấp để phục vụ thị trường nội tiêu. Và trước xu hướng sử dụng dòng gạo chất lượng cao có hàm lượng đường thấp, các dòng gạo trung và cao cấp cũng nhận được tín hiệu tốt từ thị trường trong nước. Thông qua bạn bè giới thiệu, bà Nguyễn Vĩnh Quyên, một người tiêu dùng Hà Nội, đã biết đến sản phẩm gạo lứt tím do một doanh nghiệp gạo trong nước sản xuất. Không chỉ cho chất lượng cơm dẻo, dai, giòn, mềm, có vị đậm, bà Quyên còn quyết định tiếp tục sử dụng loại gạo này vì phù hợp với mọi lứa tuổi, đặc biệt tốt cho những người mắc bệnh tiểu đường, ăn kiêng, giảm cân. Chúng ta thấy có một thời điểm là chúng ta đã ngập tràn những cái gạo tám, các cái giống gạo của các nước khác, gạo Thái, gạo Nhật. Trong khi tôi nghĩ rằng Việt Nam là cái nơi mà xuất khẩu gạo và có cái giống gạo cũng rất là ngon, tại sao mình lại không dùng từ đó để mình tiêu dùng? Và cái tôi thích cái là khi mà đóng bao bì là 1 cân 1, để ép trên không và có nguồn gốc, có trích xuất rất là rõ ràng. Thì tôi nghĩ rằng đấy là một cái thứ mà quà tặng. Chúng ta phở có thể ăn nhiều nhưng vẫn phải quay về ăn cơm mà, kiểu gì vẫn phải dùng đến gạo. Thì khi chúng ta có một cái loại gạo, tất nhiên là giá thành nó cao một chút, có thể gần như cao gấp đôi so với những loại gạo thông thường. Nhưng xu hướng bây giờ thì chúng ta không ăn quá nhiều tinh bột trong một bữa. Cho nên tôi thấy rằng là việc mà để mua một cái loại gạo giá thành nó cao nhưng ăn ngon miệng, và cái quan trọng là nó có một cái nguồn gốc trích xuất đầy đủ và mình có thể tin tưởng được, thì tôi nghĩ rằng đấy là cái lựa chọn thông minh của người tiêu dùng. Không chỉ đẹp từ bên ngoài, ngày càng có nhiều người tiêu dùng lựa chọn bữa ăn dinh dưỡng để khỏe mạnh cả bên trong. Việc cân bằng chế độ dinh dưỡng thông qua các loại gạo giàu dưỡng chất là vô cùng quan trọng, đặc biệt với những người thường xuyên luyện tập thể dục thể thao. Về một chế độ ăn uống thì nó sẽ có 3 thành phần chính, một là protein, 2 là carb và 3 là fat. Thì về gạo lứt ấy, thì nó là một trong những nguồn thực phẩm liên quan đến cả carb. Thì gạo lứt là một nguồn ngũ cốc nguyên hạt, thì đây là một đặc tính của nó, đó là giúp cho những người mà ăn kiêng, thì đặc tính của người ăn kiêng là ăn ít, nên là để có thể ăn ít mà không bị đói thì gạo lứt là một cái thực phẩm giúp cho họ có thể không bị đói trong quá trình ăn kiêng. Dù có giá gấp đôi, thậm chí gấp 3 so với những loại gạo thông thường, tuy nhiên người tiêu dùng vẫn lựa chọn tiêu chí an toàn, tốt cho sức khỏe. Bữa cơm giờ đây không chỉ là ăn no mà còn là ăn ngon, dinh dưỡng hợp lý, giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong. Thứ nhất là về bao bì mẫu mã thì em cảm thấy nó sạch sẽ hơn này, nó chuyên nghiệp hơn này, nó thương hiệu hơn và nó có thể đưa được những cái sản phẩm của Việt Nam mình ra đến với cả quốc tế, các bạn quốc tế nhiều hơn. Thứ hai nữa về chất lượng gạo thì em thấy nó ngon hơn, đảm bảo hơn và sạch hơn những cái dạng gạo bao tải như trước đây. Theo Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hiện nay cơ cấu giống lúa ở đồng bằng sông Cửu Long có bước thay đổi lớn theo hướng tăng dần nhóm lúa thơm, đặc sản, chất lượng cao, chiếm trên 80%, trong khi nhóm lúa có phẩm cấp trung bình chỉ còn khoảng 7%. Điều này giúp mặt bằng giá xuất khẩu gạo của Việt Nam tăng cao, lợi nhuận của nông dân cũng tăng lên.